Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Quyết giải lưới Trung Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đặt niềm tin cặp đôi Hoàng Anh Gia Lai trên hàng công của tuyển Việt Nam. Thưa quý vị, việc ghi bàn vào lưới đội Trung Quốc để giành chiến thắng trong lượt đấu kế tiếp vòng loại 3 World Cup 2022 là cái đích mà tuyển Việt Nam đang muốn vươn tới. Nhưng để thực hiện được mục tiêu đầy khó khăn này, đòi hỏi các cầu thủ phải rèn thật sắc vũ khí tấn công, trong đó đặc biệt chú trọng khâu dứt điểm cuối cùng. Công Phượng lại bị nhắc nhở. Ở buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam tại sân phụ Chagia, thành phố Chagia, UAE cách đây một ngày, thầy Park đã kéo riêng Công Phượng ra nhắc nhở vì anh thực hiện không chuẩn xác một số khâu liên quan chuyền và sút bóng. Đây không phải lần đầu tiên Công Phượng được thầy Park ưu ái như vậy. Tháng 6 vừa qua, khi tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup, thầy Park từng níu chân Công Phượng ở lại sau buổi tập để đích thị thị phạm cho một số tình huống dứt điểm cho anh. Đúng là kể từ khi có thầy Park, Công Phượng cải thiện được vài điểm yếu lớn trong di chuyển. Trước đây khi chạy với tốc độ cao, Phượng đã thường cúi gằm mặt xuống đất nên khả năng quan sát bị hạn chế. Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn khắc phục được sự vội vàng trong thời điểm quan trọng bậc nhất của một số tình huống tấn công, đó là sút cầu môn. Ông Park yêu cầu Phượng phải tập trung cao hơn. Sẽ có người bênh Phượng, ở trận đấu tập gần đây với U22, Phượng ghi tới 4 bàn thắng. Đúng là không ai chê Phượng cả, nhất là khi anh mới trở lại tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, nên lưu ý, đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận giao hữu chỉ là đội đàn em nên kinh nghiệm cũng non nớt hơn. Ở trận đấu nội bộ cuối cùng khi U22 tung ra nhân sự được xem là mạnh nhất với cặp tiền đạo trụ rất xông xáo, tranh chấp quyết liệt, lập tức mặt trận tấn công của Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt. Ba tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn, Đức Trinh hoàn toàn bị tắt điện, không ghi được bàn nào. Còn tuyến giữa với Xuân Trường, Đức Huy có phần bị lép vế. Các tiền đạo Việt Nam hay dở ra sao? Công bằng mà nói, trình độ bóng đá Trung Quốc vẫn đang hơn ta dù ở hai trận vừa qua, vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Trung Quốc vẫn thua. Các chỉ số kỹ thuật của đội Trung Quốc đang tương đối có vấn đề, nhưng cũng không thể chủ quan. Nói tương đối có vấn đề là vì ở trận thua đội Úc với tỷ số 0-3, đội Trung Quốc có 7 tình huống dứt điểm mà không có tình huống nào trúng đích. Trong khi cũng với đối thủ là Úc, tuyển Việt Nam thua 0-1 nhưng có tới 11 cú dứt điểm, trong đó có 2 tình huống trúng đích. Còn nói tuyển Việt Nam không thể chủ quan vì trong bóng đá nếu khinh suất trong phòng ngự và không biết chắt chiu cơ hội trong tấn công thì có thể sẽ phải trả giá. Đội Trung Quốc sở hữu những cầu thủ có chiều cao tốt, chắc chắn họ sẽ chơi tranh chấp quyết liệt, tìm cách phong tỏa các tình huống khai triển tấn công hay phản công của tuyển Việt Nam, nên chúng ta cần phải chắt chiu từng cơ hội có được dù là nhỏ nhất. Ông Park nói khi cùng các thành viên đội tuyển mổ băng kỹ thuật với đối thủ. Tuyển Việt Nam cũng đã phân tích khá kỹ về hệ thống phòng ngự của tuyển Trung Quốc. Các học trò huấn luyện viên Li Tie không quán xuyến quá tốt khu vực trung tuyến. Hai hậu vệ biên thường để lộ khoảng trống nên khi kết hợp với tiền vệ, đó là đặc điểm đáng lưu ý giúp tuyển Việt Nam có thể đưa ra phương án ghi bàn. Hiện trong tay thầy Park có các tiền đạo mà mỗi người một vẻ. Tiến Linh là trung phong đúng nghĩa, anh giỏi săn bàn ở khu vực 20m đổ lại. Nhưng lại dễ bị đói bóng nếu Việt Nam chơi phòng ngự phản công. Văn Toàn tốc độ tốt, khả năng xuyên phá, chạy nhanh với cự ly dài, khá phù hợp với phản công, nhưng điểm yếu là kỹ năng dứt điểm không sắc sảo. Từ thời ông Park, Văn Toàn chưa ghi một bàn nào cho tuyển Việt Nam, trừ Olympic Việt Nam. Công Phượng có khả năng gây rối trong vòng cấm. Và theo thông tin từ nội bộ ban huấn luyện, anh được giao nhiệm vụ kiếm phạt đền cho tuyển, nhưng cách xử lý còn rườm rà, nhiều động tác thừa. Đức Trinh thì cần mẫn, có sức mạnh nhưng lại thiếu nhạy bén. Tuấn Hải năng nổ nhiệt tình, có thể tham gia phòng ngự, có khả năng đánh đầu, chọn điểm rơi tốt, nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nên Cương Nhu tùy biến. Ông Park và các cầu thủ đặt ra nhiệm vụ có kết quả tốt trước đội Trung Quốc. Hiện tại ông Park chưa đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự cũng như sơ đồ đấu pháp của tuyển Việt Nam ở trận quan trọng này. Một số thành viên đội tuyển cho hay có thể đến buổi tập thứ 3 của tuyển Việt Nam tại UAE. Ông Park cùng các cộng sự mới yêu cầu cụ thể về mặt chiến thuật. Tuy nhiên nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ chơi áp sát và chọn cách đá thiên về tấn công. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định, đội Trung Quốc là đối thủ khá phù hợp với tuyển Việt Nam, trình độ nhỉnh hơn Việt Nam nhưng không quá vượt trội. Nếu như ở hai trận gặp Ả Rập Xê Út và Úc, chúng ta cơ bản là phòng ngự, có khi gặp Trung Quốc, tuyển Việt Nam vẫn cố gắng không để mất tính chủ động trong phòng ngự nhưng sẽ tấn công nhiều hơn. Các tiền đạo sẽ có cơ hội tốt hơn nếu họ tạo được sự ăn khớp với các vị trí còn lại.
Tuyển Việt Nam cần giữ được sự liên thông giữa các tuyến. Hãy nhìn lại trận thua Ả Rập Xê Út, chúng ta có bàn thắng sớm của Quang Hải ngay phút thứ 3, nghĩa là rất có hiệu quả trong tấn công. Nhưng các cầu thủ Việt Nam tự đặt mình vào thế trận có tính rủi ro cao khi lùi về phòng ngự quá sớm sau bàn thắng. Với đối thủ vừa miếng như đội Trung Quốc, chúng ta nên chơi đôi công và nếu có thể có bàn thắng sớm thì tiếp tục tấn công tiếp. Tuyển Việt Nam nên cương nhu tùy biến, nhưng có lẽ không nên chỉ thụ động trong phòng ngự. Tôi cho rằng ông Park sẽ bố trí sơ đồ 3-4-3. Vai trò của hàng công cực kỳ quan trọng trong trận đấu ngày 7 tháng 10 tới đây. Tin tiếp theo, báo Hàn Quốc đả kích đội tuyển Trung Quốc, tin thầy Park sẽ bẻ ghế huấn luyện viên Lee Tae. Thưa quý vị và các bạn, tờ báo Hàn Quốc nhận định tuyển Việt Nam sẽ gieo sầu cho tuyển Trung Quốc ở UAE, đó cũng là dấu mốc định đoạt số phận của huấn luyện viên Lee Tae. Tờ Star, All My News của Hàn Quốc vừa có bài nhận định trước trận đấu giữa Trung Quốc gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup với tiêu đề huấn luyện viên Park Hang-seo lại trình diễn phép thuật, tuyển Trung Quốc sẽ tiếp tục gây thất vọng. Theo cây bút Jun Mok Lee, đây là trận đấu định đoạt số phận của tuyển Trung Quốc lẫn Việt Nam ở vòng loại World Cup, đồng thời quyết định tương lai của huấn luyện viên Lee Tae. Tác giả tin rằng thầy trò ông Park Hang-seo giành một kết quả khả quan trước Trung Quốc tại UAE. Sau khi nhắc lại chặng đường tiến tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của tuyển Việt Nam, tờ báo Hàn Quốc đưa ra nhận định. Trước đây, kịch bản tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Hàn Quốc được nhiều người mong đợi, nhưng nó đã xảy ra. Sau đó, cổ động viên Hàn Quốc đồng loạt cổ vũ tuyển Việt Nam với hy vọng thầy trò Park Hang-seo sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên, trên thực tế, thực lực của tuyển Việt Nam không được đánh giá quá cao so với các đội tham dự vòng loại cuối cùng World Cup. Sau hai trận thua Australia và Saudi Arabia, họ cũng đã bị dồn vào chân tường. Chính vì thế trận gặp Trung Quốc UAE ngày 7 tháng 10 tới đây cực kỳ ý nghĩa quan trọng, có thể quyết định số phận tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng. Sở dĩ là như vậy, bởi Trung Quốc và Oman là hai đội mà Việt Nam có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng với Trung Quốc, trận này không chỉ định đoạt số phận của tuyển Trung Quốc mà quyết định tương lai của huấn luyện viên Lee Tae. Không thắng được Việt Nam, cơ hội của Trung Quốc coi như chấm hết. Tuyển Trung Quốc đang đứng trước áp lực cực kỳ lớn. Ở trận sắp tới đây, Trung Quốc tận dụng tối đa thể lực thể hình, yếu tố được coi là vượt trội so với Việt Nam. Nhưng tuyển Việt Nam lại là đội được đánh giá là có khả năng phòng ngự phản công xuất sắc. Hai trận trước, Việt Nam có nhiều thời điểm thậm chí đã chơi ngang ngửa Australia và Saudi Arabia. Khác với Trung Quốc, huấn luyện viên Park được gia hạn hợp đồng chứ không bị đe dọa mất ghế như huấn luyện viên Lee Tae. Sau hai lượt trận, tuyển Trung Quốc gây ra sự thất vọng và tức giận cho người hâm mộ. Rất có thể sau trận sắp tới đây, huấn luyện viên Lee Tae sẽ bị sa thải trong vòng chưa đầy 2 tháng sau khi ký hợp đồng dài hạn 5 năm. Huấn luyện viên Park Hang-seo với phép thuật của mình rất có thể sẽ giáng một đòn kết liễu vào tuyển Trung Quốc, vốn đã bị đẩy vào bờ vực thẳm. Tin tiếp theo, đội Trung Quốc đổi sân tập vì tuyển Việt Nam. Tối ngày 2 tháng 10 giờ Dubai, tuyển Việt Nam và Trung Quốc có buổi tập cùng giờ nên thầy trò ông Lee Tae lựa chọn sân khác, bố trí sân thường xuyên cho trận huấn luyện viên Park cùng học trò. Tuyển Trung Quốc trở lại tập luyện sau khi được nghỉ một ngày do đá giao hữu với Syria. TT Plus cho biết tuyển Trung Quốc bố trí sân phụ sân vận động Sajia cho tuyển Việt Nam và di chuyển thêm 20 phút để tới sân vận động Khalid bin Mohammed. Buổi tập của tuyển Trung Quốc bắt đầu lúc 19h25 phút giờ Dubai, kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Huấn luyện viên Lee Tae chủ yếu cho các cầu thủ tự do tập luyện trong phạm vi nhỏ nhằm hồi phục thể trạng và lấy lại cảm giác. Trước buổi tập, hậu vệ nhập tịch Jiang Wangtai cho biết: "Chúng tôi đã có trận giao hữu với Syria, thu được những kết quả khá tốt. Mọi người có thể tìm lại cảm giác của mình qua trận đấu, đồng thời điều chỉnh bản thân. Tiếp theo, chúng tôi cần chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam." Trước việc nhiều người lo ngại Wangtai khó giao tiếp với đồng đội trên sân, anh khẳng định: "Bản thân bóng đá là một ngôn ngữ, vì vậy tôi nghĩ đó không phải là khó khăn lớn với chúng tôi. Sau tất cả, chúng ta chơi cùng một trò chơi. Thực ra mọi người đều hiểu các thuật ngữ bóng đá. Đây không phải điều tôi lo lắng." Hậu vệ 26 tuổi nói. Tuyển Trung Quốc đã chuyển sang chu kỳ thứ tư của đợt tập luyện một tháng tại UAE nhằm chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam. Từ ngày 3 tháng 10, huấn luyện viên Lee Tae sẽ tập trung vào kỹ chiến thuật để cải thiện khả năng ghi bàn. Sau hai trận đấu vòng loại 3 World Cup 2022, Trung Quốc là đội duy nhất ở bảng B chưa ghi bàn nào. Về trận đấu với tuyển Việt Nam, Wang Tai cho biết:
Chúng tôi đều nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu tới. Các thành viên trong đội đều cùng mục tiêu giành chiến thắng. Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và Việt Nam diễn ra lúc 0 giờ ngày 8 tháng 10 giờ Hà Nội trên sân vận động Stadia. Cán bộ truyền thông của tuyển Trung Quốc Ding Jike xác nhận với Zing trận này sẽ không có khán giả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!